Trốn. Anh ăn cái gì anh? Quán có gì? À, quán có cơm sườn. Cơm sườn nhiêu? Cơm sườn 50. Mắc gì vậy? Có mì gà không? Đó, mì gà 80. 80 dư. Mì không nhiêu? Mì không là 20. Còn gà không? 40. À, no. Cho anh một phần mì không, một phần gà không. Tuyệt kỳ vậy. Một phần mì không, một phần anh gà. Anh đã gạt em không? Năm mới tới bên á là quán em có chương trình khuyến mãi. Anh ăn hết một tô mì đi là anh được 1 triệu. Hết tô mì được 1 triệu. Anh ăn không hết nó mất có 500 hả? Nói em làm một cái tô mà anh chát thì sao anh ăn? Không đem gì hết á. Không đem luôn? Không. Em làm cái tô ư được bự rồi sao ăn? Cái tô có chút xíu à. Cái gì vậy? Chơi. Ê được mày, được mày. Chơi. Cho anh chơi nữa. 2 phần. Ha 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 ha